Xin chào các bạn, clip này thì mình sẽ giới thiệu một S+ -cộng mới chuẩn bị ra mắt ở bản tiếng Việt. S+ -cộng này thì mình cũng đã review mấy lần ở bản tiếng Anh rồi. Tuy nhiên là bản tiếng Anh bây giờ thì bộ skill của Rengiram nó được chỉnh sửa lên mạnh lên rất là nhiều, còn ở bản tiếng Việt vẫn là bộ skill cũ, do đó mình sẽ review và đánh giá nó theo cái bộ skill mà nó đang có ở bản tiếng Việt. Để hiểu hơn về Rengiram thì đầu tiên khám phá cái tiềm năng của nó này. Đây. đây là một con thuộc dạng phòng thủ này hệ rồng là chính này, hệ lửa là phụ này. Tuy nhiên là bộ skill của nó liên quan đến lửa thôi lại không liên quan đến rồng gì cả. Sau con Raiseram là Jack cũng vậy, rồng và điện. Tuy nhiên là bộ skill chỉ liên quan đến điện, không có hỗ trợ hay là gì liên quan đến hệ rồng cả. Quà của Raiseram thì nó sẽ trùng với cả 7 con sau đây, cũng không phải là ít. Raiseram, đây sẽ là một con dùng để hỗ trợ rất là tốt dành cho Mega Chai Jack X. Bộ skill của Raiseram thì cũng đã có sẵn ở trong bản tiếng Việt rồi. Tuy nhiên là cũng có nhiều cái dịch rất là khó hiểu Thì mình cũng sẽ review lại về, nhanh về bộ skill của Reshiram Để các bạn có thể rõ hơn Hiểu được rõ bộ skill của Pokemon mình đang sử dụng Thì các bạn có thể phối hợp dễ dàng hơn Để biết được xem là nó có cái khả năng nào Đầu tiên là về skill 1 của Reshiram Thì nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với 100% công đặc biệt Reshiram nó sẽ sử dụng công đặc biệt trong tất cả các bộ skill của nó này và nó sẽ tăng cho chính bản thân nó đó là 15% công đặc biệt và giảm sát thương nhận vào đi 15% trong vòng 2 lượt với skill 2 của Reshiram thì nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với sát thương gây ra đó bằng 180% công đặc biệt và nó sẽ tạo ra hiệu ứng đó là khiên thánh dành cho một đồng đội có lượng máu thấp nhất và ưu tiên đó là ở hàng trước. Hiện tại ở hàng trước bên mình đang có mỗi con Gigade này thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng khiên thánh dành cho Gigade Nếu ở bản khác thì Reshiram nó sẽ tạo ra cho chính nó với cả một đồng đội ít máu nhất ở hàng trước này. Tuy nhiên ở bản tiếng Việt này nó sẽ chỉ tạo ra cho một đồng đội ở ít máu hàng trước thôi. Thì đây chính là hiệu ứng khiên thánh của Reshiram này. Nó được đặt lên con Zigade tác dụng của hiệu ứng khen thánh này nó sẽ giảm đi 30% những sát thương đến từ công đặc biệt của địch và giảm đi 50% sát thương thực. Sát thương thực ở đây ví dụ như là động đất của gáo đôn này chẳng hạn hay là những đòn đánh theo kiểu mà cháy này hay là độc chẳng hạn, đó cũng là sát thương thực. Và ở trong bộ skill của Resiram nó có ghi là hiệu ứng đó là ghi đè. Ghi đè ở đây thì mình hay dịch đó đó là hiệu ứng ép sung, đó là khi mà con Resiram này nó tử trận chẳng hạn. nhận một sát thương trí tử thì nó sẽ không chết mà nó sẽ tiến vào trạng thái ép sung thì mình sẽ giới thiệu luôn cái hiệu ứng ép sung của Resiram. thì đây chính là hiệu hiệu, uh, hiệu ứng của Resiram khi nó ở trạng thái thường này. tuy nhiên khi mà nó hết máu ấy, chẳng hạn giống như thế này, thì nó đã tiến được vào trạng thái ép sung rồi này. các bạn để ý là nó, tự như là bây giờ nó trâu hơn so với lúc trước này. lúc trước bị đánh rất là đau. tuy nhiên là bây giờ sát thương giảm đi rất là nhiều và hiệu ứng ép sung này. để ý đó là cái đuôi nó màu đỏ nó cũng đẹp hơn này và ở hiệu ứng ép xung này của nó thì các hiệu ứng khống chế hay hiệu ứng bất lợi hay là những hiệu ứng gì chẳng hạn cũng không thể đặt, lên nó được mà bây giờ cái hiệu ứng khen thánh này nó sẽ đặt lên đó là toàn bộ đồng đội của bạn khi ở trạng thái ép xung trước khi giới thiệu về cái skill 3 của nó thì mình sẽ nói về phần nội tại của nó trước phần nội tại của nó đó là khi bắt đầu trận đấu thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng tường lửa màu đỏ như thế này trong vòng 2 lượt đầu và nếu các bạn lên được 8 sao của Reseram thì hiệu ứng tường lửa màu đỏ này nó sẽ chuyển sang màu xanh dương thì cái tác dụng của hiệu ứng tường lửa này đó là địch đánh qua sẽ bị mất im một, một cái hiệu ứng búp nào đó và sẽ bị mất hai lần máu. Thứ nhất, đó là đánh qua tường lửa sẽ bị mất máu, dựa theo đó là 100% công đặc biệt của Reshiram Cái thứ hai, đó chính là lửa xanh đặt lên địch. Đây được coi là như là một hiệu ứng cháy sẽ làm địch bị mất máu, dựa theo đó là 8% máu gốc của địch. Cái này là một hiệu ứng cháy bình thường thôi và các bạn à, có thể hóa giải được nó. Thì với việc mà Reshiram ra mắt thì là một cái rất là tốt dành cho mega chai Jack X của bạn bởi vì địch đánh qua là tất toàn bộ là địch đang bị hiệu dính hiệu ứng lửa rồi này, thì coi như đây là một hiệu ứng cháy. thì đến lượt hai các bạn chỉ cần có chai dạng X mà tốc độ cao ra một đòn ulti thôi là coi như khè cái có thể bay được cả team địch luôn. thì bộ đôi Resiram với cả Mega chai dạng X là một bộ đôi có thể sử dụng tốt, không chỉ ở trong trận đấu arena với cả đi ải cũng sẽ cực kỳ là tốt luôn. do đó thì Resiram nếu các bạn nào mà chơi Mega chai dạng X thì nên lấy nó. Cái phòng thủ của Reshiram ở ngay lượt đầu như thế này khi có tường lửa đó là những địch nào mà đang có hiệu ứng lửa xanh mà đánh vào Reshiram Thì lúc đó cái sát thương mà Reshiram nhận vào lại được giảm đi đó là 15% nữa Thì giúp cho Reshiram nó sẽ phòng thủ tốt hơn Giờ đến bộ skill 3 của Reshiram thì nó sẽ tấn công theo một hình chữ thập và gây ra sát thương đó bằng 210% công đặc biệt Và nếu mà địch đang bị hiệu ứng lửa xanh thì ngay tức sẽ được kích hoạt luôn đó là làm cho địch mất đi 8% máu gốc này còn nếu ở trong sân của bạn mà đang không có hiệu ứng tường lửa thì hiệu ứng skill 3 này của nó sẽ tạo ra một cái tường lửa trong vòng một lượt ngay lập tức thì đây là hình ảnh tuyệt kỹ của Reshiram mình phải nói là đây là một cái hình ảnh tuyệt kỹ mà theo kiểu mà rất là ngầu và đẹp một con rồng trắng và bắn những tia ánh sáng lửa hình cây kiếm xuống như các bạn thấy là bây giờ nó đã tạo ra được một cái hiệu ứng đó là cái tường lửa tiếp tục rồi này và cái tường lửa này nó chỉ có tác dụng trong vòng một lượt thôi và đây là địch đang bị hiệu ứng lửa xanh này khi Resinam ra đòn tuyệt kỹ này nó sẽ giật ngay máu gốc của địch luôn 8% máu gốc nếu mà các bạn đánh ở trong đấu trường hay người chơi khác thì là 8% máu gốc còn nếu mà ở trong đi ải thì sẽ bằng 8% máu gốc của chính Resinam thì các bạn để ý đây là 2 triệu khi mà nó ở đang ở cái chế độ bình thường và bắt đầu bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái chế độ ép sung tiếp tục của nó Ok, bây giờ cùng xem cái chế độ ép sung của Resiram nó sẽ khác gì so với chế độ bình thường Các bạn để ý ở đây, là những đòn đánh của địch nó rất là đau. Tận 200 với 100 lận. Và khi mà nó nhận một sát thương trí tử thì nó sẽ tiến được vào cái trạng thái ép sung. Đây chính là trạng thái ép sung của nó. Và lúc này sát thương nhận vào rất là giảm rất là nhiều. Bởi vì là cái chỗ ép sung này nó sẽ tăng thêm cho bản thân nó đó là 50% công đặc biệt và sát thương nhận vào sẽ bị giảm đi tận 50% giúp nó trâu hơn rất là nhiều. Đồng thời nó sẽ miễn nhiễm toàn bộ các hiệu ứng khống chế và hiệu ứng bất lợi kể cả kiểu ứng khống chế mà loại đặc biệt như của Hupa chẳng hạn, nó cũng không thể nhốt được con Reshiram này vào cái vòng của nó đâu. Và nó sẽ kiểu như là lúc này đây là một con tăng và một con có thể tấn công một cách rất là đau luôn. Thì lúc nãy mình đã vừa ra đòn tuyệt kỹ skill 3 khi ở trạng thái thường rồi này. Bây giờ đến skill 3 của nó khi tiến được vào trạng thái ép sung. Thì các bạn thấy là bây giờ sát thương nó gây ra rất là cao luôn, bởi vì là trạng thái ép sung này nó cộng thêm cho nó đến 50% công đặc biệt rồi giúp cho nó tăng thêm sát thương rất là nhiều thì các bạn thấy một sự khác biệt rất là lớn của Reshiram khi ở chế độ này nhiều trận ở dạng như là bên địch nó đang thắng rồi ấy thì Reshiram tiến vào chế độ ép sung và ra một đòn tuyệt kỹ như vừa rồi cho bay cả team địch được và cũng lúc này cái tường lửa của Reshiram nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều rồi bởi vì là tường lửa nó sẽ làm mất máu địch dựa theo 100% công đặc biệt của Reshiram thì bây giờ tiến vào trạng thái ép sung thì công đặc biệt nó cao hơn đến tận 50% nữa sẽ làm địch bị mất máu rất là nhiều. Thì Reshiram này nó tiến vào trạng thái ép sung, tuy nhiên là nó chỉ được trong vòng 2 lượt thôi. Hành động được một lượt tuyệt kỹ như vừa rồi bởi vì là tiến vào trạng thái ép sung ấy thì nó sẽ đầy nộ ngay lập tức và lần hành động sau thì coi như là nó sẽ chết. Do đó thì Reshiram theo kiểu mà phòng thủ lúc ban đầu và xong rồi lúc này để giúp cho các bạn coi như là hai 2 lượt rất là chắc chắn có thể chống cự được địch và đến đến lượt hành động thứ hai của nó thì nó mới bắt đầu kết thúc do đó nếu các bạn định chơi mà nuôi Rexina chẳng hạn thì tốc độ của nó thấp thấp ấy, thì nó có thể Giống như là đến lượt hành động cuối cùng của nó thì nó mới chết và lúc đó cái hiệu ứng từ lửa này mất đi thì vẫn có thể giật được địch nhiều hơn thì nếu mà chơi Rexina thì không cần thiết là các bạn phải cần tăng tốc đâu giảm tốc của nó cũng vẫn được và sau khi hai lần hành động của nó xong rồi thì nó bắt đầu chính thức tử trận đây mới gọi là lúc chết thật của Raichuam ngay cả khi các bạn đầy máu hay là không quay trở lại bản tiếng Việt thì đây chính là bộ skill của Raichuam này trong này dịch nhiều cái rất là khó hiểu thì mình đã review như vậy rồi thì sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bộ skill của nó này câu hỏi tiếp theo đó là bạn có, có nên lên 8 sao Raichuam hay không thì đọc ở trong này đó là khi ngọn lửa xanh được kích hoạt Pokemon có HP thấp nhất sẽ phục hồi bằng 50% sát thương của ngọn lửa xanh thì trong này lúc thì sẽ dịch đó là pháo sáng xanh lúc thì dịch là ngọn lửa xanh lúc thì chế độ ghi đề lúc thì chế độ ép sung thì là ngọn lửa xanh với cả ép sung thì được sử dụng nhiều hơn thì 8 sao đây tức nghĩa là bạn sẽ được phục hồi bằng 50 phát sát thương của ngọn lửa xanh ngọn lửa xanh thì nó sẽ làm cho địch bị mất máu bằng 8 phần trăm máu gốc của địch này một nửa số đó đó là 4 phần trăm giả sử địch mà đang có cùng một triệu máu chẳng hạn thì 8 phần trăm số đó đó là 80.000 một nửa số đó đó là 40.000 sẽ được hồi cho Pokemon có máu thấp nhất bên bạn thì đó chính là tác dụng của Reshiram khi 8 sao một ứng mình thấy nó rất là cùi Nói chung là có thì cũng vẫn rất là tốt Tuy nhiên là cũng không phải quá đặc biệt khi tám sao điều như là cái lửa xanh, lửa xanh này nó được kích hoạt khi mà có từng lửa thôi, có từng lửa thì mới tạo được lửa xanh mà chỉ có trong hai lượt đầu hoặc là khi nó ra đòn tuyệt kỹ thì tạo thêm được một lượt hoặc ép sung thì cũng tạo thêm một lượt nữa. Thì tám sao này của Resiram mình nghĩ là có thể bỏ qua nếu cũng không cần thiết. Nếu mà các bản khác thì tám sao của Resiram nó cũng rất là tốt. Ví dụ như là tám sao ở bản tiếng Anh này thì là khi mà nó ở chế độ ép sung ý, thì là cái hiệu ứng từng lửa của nó ý, nó sẽ được đam nó gây ra gấp đôi Bình thường là 100% công động biệt của Reshiram thì bây giờ thành 200% công động biệt rồi. Nó đau hơn rất là nhiều. Mà lúc ở chế độ ép sung thì các bạn biết là tăng thêm đến 50% công động biệt cơ mà. Thì cái lúc đó thì giật, nếu địch bị mất máu cực kỳ nhiều luôn. Còn uh, skill 3 của Reshiram khi mà lên 11 sao thì các bạn biết là hiệu ứng tường lửa của nó ở đòn tuyệt kỹ thì nó sẽ được tồn tại trong một lượt. Thì khi các bạn lên được 11 sao thì các bạn ra đòn ulti thì cái tường lửa nó sẽ được tồn tại đến hai lượt và khi mà ở chế độ ép sung ấy thì đây là dịch ở chế độ ép sung này lúc thì dịch đó là ghi đè này thì ép sung mình nghĩ là chuẩn hơn thì là cái sát thương của đòn tuyệt kỹ bên bạn sẽ được tăng thêm gấp đôi và nó chỉ áp dụng ở trong chế độ ép sung thôi tức nghĩa là lúc đó là coi như một đòn uh, kết thúc cuối cùng xong rồi nó sẽ chết này thì lúc nãy mình ra đòn tuyệt kỹ đó là được tầm 6 triệu chẳng hạn thì bây giờ nếu lên 11 sao thì sát thương đòn đó sẽ được gấp đôi đó là lên 12 triệu thì đó chính là cái tác dụng của 11 sao 11 sao của Resinam mình nghĩ cái đó cũng rất là tốt ở bản tiếng Việt này thì nó, thì nó chỉ có như là kiểu 8 sao của nó cũng không phải quá là mạnh. Mình một sao cũng chỉ để ở chế độ ép sung là chính thôi. Còn ở các bản khác thì nếu các bạn xem qua thì nó sẽ rất là tốt hơn rất là nhiều. Thì mình cùng nhau thử ngó qua bản tiếng Anh và bản tiếng Trung. Với Resiram này nếu bạn nào mà có đam mê thì tốt nhất là không không nên hỏi đó là nó có chơi lâu dài hay là có tốt hay không. Bởi vì nếu bạn đã đam mê rồi thì cứ lấy mà chơi thôi. Còn nếu mà bạn nào mà lăn tăn về Resiram thì mình nghĩ là các bạn chơi ở 4 sao là mình nghĩ là đủ tốt rồi. Nếu lên 8 sao thì cùng lắm là có thêm cái hiệu ứng hồi máu nữa thôi. Hiệu ứng hồi máu đó nó cũng chỉ có trong vòng hai lượt đầu, cũng không có tác dụng gì nhiều thêm. Thì mình nghĩ Resiram 8 sao ở bản tiếng Việt này cũng không phải là quá đáng để lên. Nếu mà 11 sao thì thêm một đòn tuyệt kỹ uh, mạnh nữa để có thể dứt điểm được địch thì nếu bạn là đại gia thì có thể lên. Ví dụ như là ở thời điểm này thì uh, Mega Ray qua ra rất mạnh chẳng hạn. Uh, đánh qua Resiram này mà kiểu gì cũng không chết đâu. Lúc đó Resiram ra đồng đòn tuyệt kỹ bay cho bay cả team địch được. Thì đó là cách chơi của đại gia Với Reshiram này nếu mà nâng lên 5, 6, 7 sao thì cũng rất là phí Bởi vì là Diamond Galdon cũng sẽ dắp ra mắt ở bản tiếng Việt rồi Mình nghe nói là 21 tháng 1 đúng lượng dịch Tết, Tết Ta luôn Thì lúc đó Reshiram mà các bạn chơi để lấy Diamond ấy Thì các bạn để lại vài con để làm phôi Bởi vì Diamond Galdon khi mà nó lên dạng Diamond Thì nó sẽ có hệ đất và hệ lửa Và hệ lửa của Reshiram này có thể làm phôi được thì mình nghĩ là cái đợt này đấu giá này của Dexia cũng sẽ rất là hot đấy bởi vì rất là nhiều bạn đã đam mê chơi Mega Charizard X thì con uh, Dexia này là một cái rất là tốt dành cho Charizard X còn nếu bạn nào mà chơi theo chiều hướng đó là lửa đốt của Dexia với cả những Pokemon cháy khác thì các bạn có thể sử dụng đó là uh, Chai Charizard Y Charizard Y nếu tăng lên skill thì nó sẽ làm cho những Pokemon hệ lửa bên bạn uh, cái hiệu ứng cháy nó sẽ tăng thêm tận 50% nữa giúp cho kiểu như là nếu mà chơi với Y thì là các bạn chơi theo team đốt cháy còn nếu chơi với x thì là toàn những con lửa bổ trợ để mega chai giác x khe cả team địch thì đó là hướng đi dành cho những bạn nào chơi đam mê team lửa ở thời điểm hiện tại như này thì đây xem là một con không thể thiếu dành cho những bạn mà um, nạp ít và cày hệ lửa còn nếu mà chơi bạn chơi uh, đại gia chẳng hạn thì uh, chắc chắn là lên Diamond Gaudon hoặc và chơi với team lửa chai giác x và Resiram rồi Ok, vậy là mình đã đưa ra những lời giới thiệu và những nhận xét của mình về Resiram Các bạn có thể tham khảo những lời góp ý của mình về nó Để các bạn có thể định hướng đó là có nên chơi nó không Nên lấy 4 sao là được rồi hay là nâng lên 8 sao Hoặc là bạn là đại gia, 11 sao không thành là vấn đề Còn nếu mà bạn không thích Resiram chẳng hạn Thì vẫn có nhiều hướng đi khác ở đằng sau Ví dụ như là Jack Rome sắp tới Sau Resiram sẽ là một con kết hợp với cả giáp đốt Trở thành một bộ đôi tim điện này Hay là Kyurem thì nó sẽ gây ra hiệu ứng đóng băng và danh sách sắp tới sau nữa chẳng hạn thì đi kèm với cả Mega do thì tùy các bạn thôi. Nếu chơi theo định hướng và đam mê thì các bạn cứ nên lấy đừng lan tăn. Đợt này thì mình cũng sẽ tham gia sự kiện đấu giá với Seram Thì Seram này mình chắc là sẽ sử dụng ở 4 sao thôi, cũng không nâng lên 8 sao bởi 8 sao cũng không có nhiều hiệu ứng quá đặc biệt cả. Nếu được chỉnh sửa như ở bản tiếng Anh thì mình lên 8 sao ngay lập tức. Còn trong bản tiếng Việt này thì bộ skill của S+ chưa có con nào được chỉnh sửa cả, do đó SS nó ra thì nó sẽ rất là mạnh. SS bây giờ có Diamond Gaudon chẳng hạn thì một mình nó sẽ cân được cả cái team bậc S cộng bây giờ được nếu các bạn nuôi mạnh nó thì đó là định hướng của mình các bạn có thể tham khảo và Resiram lần này mình nghĩ cũng sẽ rất là hot đấy vừa làm phôi cho Diamond Gaudon vừa là một con rồng lửa trắng rất là đẹp hẹn gặp lại các bạn ở cái clip mà đua beat Resinam xong thì mình sẽ review về nó tiếp ở trong đội hình của mình. À, tuy nhiên là đợt này có nhiều người cũng kiểu như là gắng lấy con Resinam này chẳng hạn. Thì với mình thì mình cũng sẽ cố gắng nếu mà không đạt được hạng 1 thì thôi chịu khó ở hạng 2 hay 3 được. Tất nhiên là mình không thể đạch được rồi với cái số lượng kim cương mình đang có ở bản tiếng Việt.